Việc tập đoàn bất động sản China Evergrande Group đứng trước nguy cơ lớn sụp đổ được cho là sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền bóng đá Trung Quốc. Hơn nửa thập niên trước, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt ra tham vọng hóa rồng cho bóng đá nước này. Evergrande Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc, là hạt nhân trong giấc mơ vươn tầm đó. Tuy nhiên, việc Evergrande Group rơi vào cuộc khủng hoảng nợ ở thời điểm hiện tại mang đến những tín hiệu xấu cho sự phát triển của bóng đá Trung Quốc. Ở một nền bóng đá phụ thuộc chủ yếu vào nguồn tiền của các doanh nghiệp lớn như Trung Quốc, sự lao dốc của Evergrande khiến cho nhiều cầu thủ và câu lạc bộ liên quan chịu ảnh hưởng. Cuộc khủng hoảng của Evergrande Group sẽ kéo theo tương lai bấp bênh của Guangzhou FC, đội bóng mạnh hàng đầu Trung Quốc vào lúc này, cũng như ảnh hưởng đến số phận của nhiều đội bóng khác. 8 tuyển thủ Trung Quốc đang có mặt tại UAE để chuẩn bị cho loạt trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thuộc biên chế của câu lạc bộ Guangzhou FC, câu lạc bộ mà Evergrande Group nắm lượng lớn cổ phần. Đà lao dốc của Evergrande khiến cho Guangzhou FC mất đi bầu sữa chính và gần như sẽ lâm vào cảnh khủng hoảng. Dấu hỏi được đặt ra cho 4 cầu thủ nhập tịch của bóng đá Trung Quốc. Họ có thể sẽ phải tìm kiếm một câu lạc bộ khác ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc hoặc ra nước ngoài thi đấu. Alibaba Group, một cổ đông lớn khác của Guangzhou FC, cũng lâm vào cảnh khó khăn từ nhiều tháng vừa qua. Đội bóng do huấn luyện viên Fabio Cannavaro dẫn dắt dự kiến hội quân trở lại sau kỳ nghỉ vào cuối tháng 9 để chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải. Evergrande Football Academy từng được truyền thông phương Tây xem như một trong những học viện bóng đá có quy mô lớn nhất thế giới. CNN mô tả học viện đào tạo của Guangzhou FC không khác gì ngôi trường Hogwarts của Harry Potter hoặc lâu đài tráng lệ giống như trong phim của Disney. Evergrande Group ban đầu bỏ ra 185 triệu đô la Mỹ để biến một khu đất ở nông thôn miền Nam Trung Quốc thành lò đào tạo bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau hơn nửa thập niên, chi phí mà tập đoàn bất động sản này bỏ ra đã lên tới cả tỷ đô la Mỹ. Học viện Evergrande là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển bóng đá 10 năm được đề ra từ năm 2015 của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Họ dự kiến đến năm 2025, các ngôi trường đào tạo bóng đá Trung Quốc có thể sẽ cung cấp hơn 200.000 cầu thủ chuyên nghiệp. Điều đó sẽ giúp cho nước này đủ khả năng đăng cai World Cup 2030 và xa hơn nữa trở thành một thế lực của bóng đá toàn cầu. Việc Evergrande Group lâm vào cảnh khó khăn ảnh hưởng đến tương lai của học viện bóng đá lớn nhất Trung Quốc. Một dự án do Evergrande Group rót tiền là sân bóng mới của Guangzhou FC cũng rơi vào cảnh khó khăn. Sân vận động mới với sức chứa là 105.000 chỗ ngồi cùng với thiết kế hoa sen độc đáo, ngốn chi phí hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Với tình hình hiện tại, chưa rõ sân nhà mới của Guangzhou FC có thể khánh thành đúng dự kiến hay không. Tuy nhiên, ngay cả khi hồi phục sau đợt khủng hoảng này, tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc cũng khó tiếp tục đốt tiền vào bóng đá. Những gì xảy ra với câu lạc bộ Jiangsu Suning vào đầu năm nay là một minh chứng. Một lần nữa, tham vọng hóa rồng của bóng đá Trung Quốc bị giáng một đòn mạnh. Nền bóng đá nước này vẫn đang phát triển thiếu bền vững.